Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Thảo để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một lô mai ha. Rồi chào em. Dạ em chào anh Tuấn. Dạ xin chào các cô chú anh chị mình đang theo dõi trên kênh Mai Vàng Quê Dừa. Dạ hôm nay thì nhà em có về được lô mai giảo hạt Thủ Đức. Lô mai hôm nay em về thì đa số là tay cành nó rất là đều đẹp. Mong các cô chú anh chị mình xem tới cuối clip mình chọn cây ủng hộ giùm em. Hôm nay thì em có thời gian nên là em đã tước lá sẵn hết rồi. Nên trong quá trình quay các cô chú anh chị mình xem gõ tay cành lắm ạ. Hình thức xếp thì nhà em vẫn là bao xếp toàn quốc. Địa chỉ nhà em thì vẫn ở là xã An Hải Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại liên hệ của em là 0342 360 363. Đây cũng là số Zalo của em luôn. Mong các cô chú anh chị mình xem clip mà mình chọn cây mình ủng hộ giùm em. Em cảm ơn rất là nhiều. Rồi, cây đầu tiên của mình là mã số mấy đây em? Dạ cây đầu tiên hôm nay thì nhà em đánh số là mã số 1 ạ. Rồi, mã số 1 nha quý vị. Rồi, chiều cao em này mình ước lượng nó khoảng 1m4 ha. Rồi, tán ngang thì khoảng 1m3. Tay cành xè rất là đẹp, dàn xương quá sáo luôn ha, đặc nghẹt luôn ha. Tay cành nó đều. Xương lực luôn. Rồi, vô hoành luôn em. Dạ cái này 20 hoành. Rồi, 20 hoành. Thì mình của nó nổi gần thôi nè chú anh chị. Mình gần, xương đặc hết rồi. Rồi, giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 1 này em xin giao luôn cô chú anh chị với 1.1 triệu. Rồi, 1.1 triệu. Rồi, xuống cây, mã số 1. Mã số 2. Rồi, tiếp tục là mã số 2. Rồi mã số 2 thì tán ngang em này khoảng tầm 1m2. Rồi cao thì tầm cũng khoảng 1m4 nha quý vị. Đó. Rồi xương nó ha. Đặt lá về quay dần xương quá rõ ràng rồi ha. Rồi vô hoành luôn em. Dạ cái này hoành thân của nó 20 luôn ạ. Rồi 20 hoành. Giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 2 này em xin giao luôn cô chú anh chị là giá 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu bao ship luôn. Bao rồi ship tận cây. Nhà. Rồi, ship tổng quốc cho quý vị luôn. Rồi mã số tiếp theo là số 3. Cô chú anh chị nào mà mình có lấy được số lượng nhiều thì nhà em có giá ưu đãi cho mình hơn nữa. Rồi nghĩa là ship nhiều và có thể là nguyên lô thì càng nhiều thì càng rẻ. Dạ. Càng nhiều thì càng rẻ. Còn giá lẻ cho quý vị thì cái giá này nó cũng vừa tầm chơi. Rồi tán ngang khoảng tầm 1m2, cao 1m6. Đó, quý vị có thích lô alo liền nha quý vị. Thì khi có số khách chốt lẻ lẻ rồi về chốt lô quý vị không được nha. Dạ cây này 18 của anh. Rồi giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 3 này em giao luôn cô chú anh chị 1 triệu. Rồi 1 triệu mà bao ship luôn. Rồi xuống cây. Mã số 4. Rồi mã số 4. Rồi tán ngang em này tầm khoảng 1m1. Đó, xương lực. Rồi cao thì tầm khoảng 1m5. Mét rưỡi cao. Rồi hoành em nói luôn em. Tức lá rồi là tay cành mà cô chú anh chị xem rất là rõ hay. Dạ 20 hoành. Rồi hoành thì 20. Giao luôn như em. Dạ mã số 4 này em giao luôn cô chú anh chị 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu. Rồi xuống cây. Rồi mã số 5. Mã số 5. Rồi 5 tán ngang. Em này thì tầm khoảng 1m1. Rồi xương em nói luôn. Đây xương đây. Rồi cao tầm 1m5 nha quý vị. Hoành. Dạ cái này 19 hoành. 19 hoành. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 5 này em giao luôn cô chú anh chị với 1 triệu. Rồi 1 triệu bao ship toàn quốc. Rồi xuống cây. Mã số 6. Rồi mã số tiếp theo số 6. Đá ngang khoảng 1m2. Đây cành xè ngang. Đó, số 6 ha. Rồi cao 1m5 quý vị. 1m5 cao. Rồi hoành. Dạ cái này hoành thân của nó 21. Rồi 21 hoành. Giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 6 này giao luôn cô chú chỉ 1.1 triệu. Rồi 1.1 triệu bao ship luôn. Rồi lên kim mới luôn. Mã số 7. Mã số 7 tán ngang khoảng 1m2. Cao 1m6. À, vậy xem dàn xương em đó ha. Rồi hoành luôn em. Dạ cây này hoành thân của nó 16. 16 hoành. Giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 7 này giao luôn cô chú chị cho 900.000. Rồi 900.000 bao ship tận nhà luôn. Rồi xuống cây. Mã số 8. Rồi mã số 8. Đây, mã số 8 quý vị, tán ngang em này chắc khoảng tầm 1m1 đến 1m2 ha. Rồi, quý vị xem dàn xương luôn.
Đó, xương cũng quá sát xương. Rồi cao thì tầm khoảng 1m3 đến 1m4 ha, tầm đó. Dạ cái này 16 hoành luôn. Hoành 16. Rồi cho luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 8 này cho luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi 1 triệu bao ship luôn. Rồi xuống cây. Mã số 9. Rồi mã số tiếp theo số 9. Rồi số 9 thì tán ngang. Em này tầm khoảng 1m1. Rồi cao tầm 1m5. Rồi hoành em nói nha. Dạ, cái này hoành thân của nó là 20. Rồi 20 hoành. Rồi cho luôn nhiêu đây em? Dạ mà số 9 này em cho luôn cô chú chỉ 1 triệu 1. Rồi 1 triệu 1. Rồi xuống cây. Mã số 10. Rồi mã số 10. Rồi tán ngang em này khoảng tầm 1m. Rồi cao khoảng 1m6. Rồi dàn xương em nói xè ngang. Cây này cũng xuồng nhẹ ha. Đây chẳng hạn như cái nách này trước đi. À, từ trên xuống. Cái này ha quý vị, đây ha. Rồi rà xuống luôn. Đây luôn. Đó, u. Ở đây luôn. Nách nào cũng có. À, rồi quá. Dạ cái này 20 hoành. Rồi xe xe nghe ha, xe xe. Đó. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 10 này cho luôn cô chú chỉ 1 triệu 3. Rồi, từng cây mai xù luôn. Rồi, xuống cây. Mã số 11. Rồi, mã số 11. Rồi, tán ngang khoảng tầm 1m2. Rồi, cao khoảng 1m4. Cái gì xem dàn xương ha. Đấy, xương em nói đây. Dạ, cây này hoành thân của nó là 18. Rồi, hoành 18. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 11 này em xin cho luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi 1 triệu bao ship. Rồi xuống cây. Mã số 13. 12. 12. Rồi mã số 12. Rồi tán ngang khoảng 1m1. Rồi xương em nói đây quý vị. Xương quá xá xương này ha. Rồi cao khoảng 1m6 nha quý vị. 6 cao. Dạ cái này 21 hoành. Rồi hoành 21. Rồi giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 12 này giao luôn cô chú anh chị 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2. Rồi xuống cây. Mã số 13. Rồi mã số 13. Rồi mã số 13. Ngang chắc khoảng 1m. Rồi cao thì khoảng tầm 1m6. Rồi xương nó đây quý vị. Rồi hoành luôn em. Dạ cái này hoành thân của nó 17. Rồi 17 hoành. Giao luôn nhiêu đây? Dạ mã số 13 này em xin giao luôn cô chú chị 800 ngàn. Rồi 800 ngàn bao ship toàn quốc cho quý vị luôn. Cây vận chuyển cây tới nhà quý vị giá 800 mã ngàn. Mã số 14. Alo là có cây thôi nha cô chú anh chị. Rồi cái alo luôn. Vài ngày sau có cây liền. Ở gần gần thì có cây trong ngày luôn. Rồi mã số 14. Tán ngang khoảng 1m3. Rồi cao này khoảng 1m7. Nhân lắm. Cái này dáng nó hơi lắc nhẹ nè. Mình nó mình gân luôn. Xương nè. Đó. Dạ hoành thân cây 19. 19. Đó, cái dáng nó đây. Xem các em. Dáng lắc nhẹ. Đó, cái dáng nó vậy đó ha. Rồi, giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 14 này em được xin được cho luôn cô chú chỉ 1 triệu 1. Rồi, 1 triệu 1. Rồi, xuống cây. Mã 15. Rồi, mã 15. Rồi, tán ngang em này tầm khoảng 90. Xương cũng đều đây ha. Rồi cao thì khoảng 1m7 nha quý vị. Xương quá sát xương ha. Quanh. Dạ cái này hoành thân của nó 18. Rồi 18 quanh. Giao luôn như em. Dạ mã số 15 này em xin được cho luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi 1 triệu bao ship. Rồi xuống cây. Mã số 16. Rồi mã số 16. Rồi tán ngang em này ở đoạn đây cao ngang rộng nhất ở trên đây ha, khoảng 1m3. Rồi cao chắc khoảng 1m7 1m8 gì đó quý vị. Cái này khá là cao ha. Rồi dàn xương quý vị xem ha. Rồi quanh. Dạ 19 quanh. Cái này xích rồi, xích quanh 19 thước. Kéo giãn thước luôn 19 quanh. Giao luôn như em. Dạ mã số 16 này luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Mã
số 17. Rồi, mã số 17. Rồi, ngang em nó thì tầm khoảng 1m1. Rồi, cao thì khoảng 1m3. Dạ, cái này hoành thân của nó 19. Rồi, hoành 19 luôn. Giá luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 17 này em xin được giá luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi, 1 triệu. Rồi, xuống cây. Bao ship tới nhà quý vị luôn. Mã số 18. Rồi, mã số 18. Rồi, tán ngang khoảng 1m1. Rồi, xương đây quý vị. Đó, xe ngang không ha. Rồi, cao 1m4 nha quý vị. Dạ, cái này hoành thân của nó là 19. Rồi, hoành thì 19. Giao luôn nhiêu đem? Dạ, mã số 18 này giao luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi, 1 triệu cho mã số 18. Rồi, xuống cây. Mã số 19. Rồi, mã số 19. Tán ngang em này khoảng tầm 80. Rồi, cao thì cũng khoảng 1m4. Rồi, xương đây quý vị. Hoành luôn. Dạ, cái này hoành thân của nó 16. 16 qua. Giao luôn như em. Dạ, mã số 19 này giao luôn cô chú chỉ 900 ngàn. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 20. Rồi, mã số 20. Rồi, tán ngang em này khoảng tầm 1m. Rồi, quý vị xem xương ha. Rồi, cao tầm 1m6 nha quý vị. Dạ, cái này hoành thân của nó 18. Rồi, hoành 18. Giao luôn nhiêu em? Dạ, mã số 20 này giao luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi, 1 triệu cho mã số 20. Rồi, xuống cây. Mã số 21. Rồi, mã số 21. Tán ngang khoảng 1m2. Dáng hơi siêu. Đó. Rồi, cao thì khoảng 1m3, 1m4. Tầm đó. Rồi, dừng luôn Thảo. Rồi, quý vị xem. Đỉnh ha. Rồi, xương em nói nè. Rồi, quan. Dạ, 20 quan. 20 quan. Rồi, giao luôn nhiêu đây? Dạ, mã số 21 này giao luôn cô chú chỉ 1 triệu 1. Rồi, 1 triệu 1. Rồi, xuống cây. Số 22. Rồi, tiếp theo là mã số 22. Em này cũng dán lắc lắc cái luôn ha. Nói gì, dán hơi lắc. Sườn quá sát sườn ha. Rồi, ngang thì tầm 1m1, 1m1 của vậy. Rồi, cao khoảng 1m3 đến 1m4 ha. Xương chia đều nè. Dạ, cây này 20 hoành. Rồi, hoành 20. Dán hơi lắc nhẹ. Giao luôn nhiêu đem? Dạ, mã số 22 này giao luôn cô chú chỉ 1 triệu 1. Rồi, 1 triệu 1. Rồi, xuống cây. Mã số 23. Rồi, mã số 23. Rồi, tán ngang tầm khoảng 1m1. Cao thì 1m7. Rồi, quý vị xem xương em nói ha. Rồi, hoành. Dạ, 18 hoành. Hoành 18. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 23 này em xin được giao luôn với 900 ngàn. Rồi, 900 ngàn bao ship tận nhà luôn. Rồi, lên cây mới. Mã 24. Rồi, mã 24. Rồi, tán ngang em nó tầm khoảng 1m. Rồi, cao tầm 1m5. Rồi, xương em nói đây quý vị. Rồi, hoành. Dạ, cái này 19 hoành. 19. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 24 này giao luôn cô chú chỉ 1 triệu. Rồi, 1 triệu bao ship tới nhà. Rồi, xuống cây. Mã số 25. Rồi, mã số 25 tán ngang nó khoảng tầm 1m2. Rồi, cao khoảng 1m7. Rồi, xương đây. À. Cây trực nhưng mà phải siêu nhưng mà tại cái bầu nha. Rồi, chỉnh cái giờ trực rồi đó. Chìm cái bầu với giờ trực rồi đó ha. Rồi, quanh luôn em. Quanh. Dạ, cây này hoành thân của nó 18. Rồi, 18 quanh. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ, mã số 25 này em xin được giao luôn với 900 ngàn. Rồi, 900 ngàn. Rồi, xuống cây. Mã số 26. Rồi, 26. Tán ngang tầm khoảng 1m. Rồi, cao thì tầm khoảng 1m5. Rồi, dàn xương đây.
Rồi của anh luôn. Dạ 19 của anh. 19 của anh. Giao luôn nhiêu đây em? Dạ mã số 26 này em xin được giao luôn giống 1 triệu ạ. Rồi 1 triệu. Rồi xuống cây. Mã số 27. Rồi 27. Rồi em này nó rộng ở trên ha. Thì tán ngang khoảng 1m2 ở trên. Này là hướng lên, tay cạnh hơi hướng lên ha. Rồi cao khoảng tầm 1m6. Vậy quý vị kéo ra nha. Để cho nó rộng. Dạ rồi, quan thân cái này 18. 18 quan. Giao luôn như em. Dạ mã số 27 này em xin được giao luôn với 800.000. Rồi 800.000 bao ship toàn quốc. Mã số 28. Rồi mã số 28. Rồi chiều cao em này khoảng 1m6. Rồi tán ngang thì khoảng 1m2. Rồi xương em nó nè. Đó, con quá sát xương này ha. Rồi quan. Dạ cái này quan thân có 20. 20 quan. Quan 20, giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 28 này luôn cô chú chị 1 triệu 2. Rồi 1 triệu 2, rồi xuống cây. Mã số 29. Rồi. Mã số 29 tán ngang khoảng tầm 1m1. Còn cao 1m8. Này 1m8 là tới cái đỉnh nhỏ nhỏ trên khoảng 1m8 của gì? À, xương nè. Rồi quanh luôn. Dạ cái này quanh 17. 17 quanh. Mã số 29 giao luôn nhiêu đem? Dạ mã số 29 này em xin được cho luôn cô chú chị với 800.000. Rồi 800.000 bao ship toàn quốc luôn. Mã số 30, mã số cuối. Rồi, mã số 30 là mã số cuối của clip rồi quý vị. Rồi tán ngang em này khoảng tầm 1m1. Rồi xương đây. À. Rồi cao tầm 1m6. Dạ cái này 20 quanh luôn. Quanh 20, giao luôn nhiêu em? Dạ mã số 30 cũng là cái cuối cùng em xin được giao luôn giống 1 triệu 1 ạ. Rồi 1 triệu 1, rồi xuống cây. Rồi cuối clip em có vài lời gửi gắm gì quý vị không em? Dạ thì em mong cô chú anh chị mình chọn được cây nào ưng ý thì mình alo mình ủng hộ giùm em thôi ạ. Dạ em hết ạ. Rồi cảm ơn quý vị rất là nhiều đã dành thời gian theo dõi đến kết thúc clip ha. Thì trong quá trình xem quý vị thích cái nào thì cứ mạnh dạn alo em Thảo nha quý vị. Rồi quý vị xem nếu chưa bấm đăng ký ủng hộ kênh giúp mình nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý vị clip sau.